Xin chào tất cả mọi người, chúng ta cùng quay trở lại với chuỗi bài giảng về các thì trong tiếng Anh với thầy James đến từ IELTS Fighter. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái thì tương đối là phức tạp ở trong tiếng Anh. Đó là sự kết hợp giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại tiếp diễn. Và chúng ta gọi nó là the present perfect continuous tense, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy, mọi người hãy cùng đi vào bài giảng này với thầy nhé. Ok, phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói đến cái công thức ngữ pháp của cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này. Với đầu tiên là cấu trúc của câu khẳng định. Mọi người sẽ có cái công thức đó là chủ ngữ kết hợp với trợ động từ have hoặc là has, kết hợp với cái động từ to be chia ở dạng phân từ 2 thành been, và sau đó là mình có động từ chính chia ở dạng verb in. Thế thì cái thì này được gọi là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì mọi người sẽ nhận thấy ở đây cái việc mà have, has và có sự xuất hiện của to be được biến thành phân từ 2 thành been, đó chính là yếu tố của hiện tại hoàn thành. Thế còn cái yếu tố của thì tiếp diễn đó chính là động từ chính chia đuôi ing. Mọi người thấy được rằng là cái tên gọi của nó cũng thể hiện rất là chính xác qua cái cấu trúc ngữ pháp của câu khẳng định, phải không nào? Và mọi người nhận thấy được rằng là cái chủ ngữ của chúng ta ở đây thì tuân theo cái quy tắc rất là đơn giản, đó chính là các chủ ngữ ở dạng ngôi thứ 3 số ít thì mình sẽ sử dụng cái trợ động từ là has, và với chủ ngữ thuộc ngôi thứ nhất hoặc là ngôi thứ 3 số nhiều rồi là chủ ngữ số nhiều thì mình dùng cái trợ động từ là have, không có gì khó khăn cả, đúng không nào? Chúng ta sẽ có các câu ví dụ I have been studying at this school for 3 years, hay là she has been playing sports for a month. Với câu phủ định thì cấu trúc của chúng ta cũng vô cùng đơn giản, mình chỉ việc thêm từ not chen vào giữa cái trợ động từ have, has và cái động từ to be ở dạng phân từ 2 này thôi. Chúng ta có has not thì mình có thể đọc tắt là hasn't, và have not thì mình sẽ đọc tắt là haven't. Với câu ví dụ I haven't been playing basketball for 5 years, hay là he hasn't been playing games with me in a year. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với các cái câu nghi vấn. Đầu tiên là câu nghi vấn sử dụng trợ động từ với câu hỏi yes, no. Thì mình sẽ đảo trợ động từ have, has lên đứng trước chủ ngữ, sau đó là đến been và đến verb in. Chúng ta có câu trả lời yes chủ ngữ cộng với have, has, no chủ ngữ cộng với haven't hoặc là hasn't. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm cả những cái câu hỏi sử dụng từ để hỏi WH. Thì lần này từ để hỏi WH có thể sẽ xuất hiện ở đầu câu, sau đó là mình sẽ đến với các cái trợ động từ have hoặc là has, rồi mới đến chủ ngữ, rồi been và verb in. Các câu ví dụ mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Với câu nghi vấn chúng ta có những câu như là have you been studying here for 1 hour yet? Have you been studying here for 1 hour yet? Hay là has he been playing chess for a month? Thế còn với câu hỏi WH thì chúng ta có gì nào? What have you been doing here for 2 hours? Ok. Phần thứ hai trong bài giảng nào chúng ta sẽ cùng đến với cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì mọi người hãy chú ý quan sát cái phần cách dùng ở đây. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để chỉ những hành động đã bắt đầu trong quá khứ và nó kéo dài liên tục cho đến hiện tại. Thì với cách dùng này thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ thường được đi kèm với các cái động từ mà nó chỉ những cái sự việc mang tính chất lâu dài. Ví dụ như là động từ work này, động từ live này, động từ study, động từ learn. Những cái động từ mà nó chỉ những cái sự việc có tính chất là kéo dài thì rất hay sử dụng với cái thì này. Ngoài ra chúng ta còn có thể nhận thấy các cái trạng ngữ chỉ thời gian. Ví dụ như là for cộng với một khoảng thời gian kéo dài, hay là since cộng với một mốc thời gian trong quá khứ. Những cái trạng ngữ này nó được sử dụng để nhấn mạnh vào tính chất liên tục và kéo dài của hành động. Chúng ta sẽ có câu ví dụ ở đây. He has been running for 2 hours. Anh ấy đã chạy được liên tục 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Và vẫn có thể là anh ấy vẫn còn đang chạy tiếp. Rồi là I've been trying to fix this computer since yesterday. Tôi đã và đang cố gắng sửa cái máy tính này từ hôm qua đến giờ và vẫn chưa sửa được. They've been waiting for ages. Họ đã chờ đợi lâu lắm rồi nhưng mà vẫn đợi tiếp. I've been thinking about this issue all day long. Tôi đã và đang suy nghĩ về vấn đề này cả ngày rồi nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra. Qua những câu ví dụ này, mọi người nhận thấy thêm một đặc điểm nữa của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đó chính là gì? Cái sự việc đã bắt đầu trong quá khứ và nó kéo dài liên tục cho đến hiện tại, và rất có thể là nó sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa. Không có cái điều gì có thể khẳng định được, nhưng rất có thể là cái kết quả của sự việc đấy nó vẫn chưa được rõ ràng. Cái sự việc đấy nó vẫn chưa kết thúc, chưa mang lại một kết quả gì rõ ràng, và người ta vẫn còn phải tiếp tục tiến hành cái sự việc đấy ở hiện tại nữa cơ. Thì đó cũng là một cái điểm đáng lưu ý của cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cái tính chất liên tục và kéo dài của hành động nó vẫn tiếp tục kéo dài và vẫn tiếp tục diễn ra tại hiện tại luôn. Đó. Đến với phần tiếp theo, rất là nhiều bạn sẽ thường bị nhầm lẫn khi mà sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc là cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ở đây thầy sẽ phải sửa lại cái file này nó nhầm. Đấy. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì ở đây mọi người lưu ý, để mà phân biệt được giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì mọi người hãy nhớ rằng có thể là trong cùng một câu văn luôn, trong cùng một câu văn với cùng các từ vựng ấy. Và việc người ta sử dụng hai cái thì này nó sẽ tạo ra những cái sắc thái nghĩa hoàn toàn là khác nhau. Cụ thể thì hiện tại hoàn thành sẽ nhấn mạnh vào cái kết quả của hành động. Thế còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn nó sẽ nhấn mạnh vào cái sự liên tục của hành động, vào khoảng thời gian mà cái hành động đấy đã tiêu tốn nhưng vẫn chưa mang lại kết quả gì rõ rệt. Do đó, cái hành động ấy vẫn có thể phải tiếp tục xảy ra trong hiện tại hoặc là trong tương lai. Đó, thì mọi người lưu ý về những cái đặc điểm này. Chúng ta sẽ cùng phân tích một vài câu ví dụ. She has learned how to drive a car. Mọi người nhận thấy đây là câu văn sử dụng thì hiện tại hoàn thành. She has learned how to drive a car. Có nghĩa là gì? Là she has finished learning and she can drive now. Đó. Cô ấy đã học lái xe xong rồi, đúng không? Tức là bây giờ cô ấy lái được xe ra đường rồi. Đấy. Thế còn she has been learning how to drive a car for weeks. Cô ấy học lái xe mấy tuần nay rồi. Và cái câu này nó sẽ đồng nghĩa với việc là she hasn't finished learning yet. Cô ấy học lái xe mấy tuần nay rồi nhưng vẫn chưa có một cái kết quả gì rõ ràng, và vẫn chưa xong, và vẫn chưa lái được xe, và vẫn sẽ còn phải học tiếp. Vậy chúng ta nhận thấy là đó là ví dụ thứ nhất. Thế còn ví dụ thứ hai nào? The students have done their homework. Đó. Các bạn học sinh đã làm xong bài tập rồi, đồng nghĩa với việc là the students have finished doing their homework. Các em đã làm xong bài tập rồi nha. Thế còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này, cái sự việc ấy vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại. The students have been doing their homework for hours. Các em học sinh đã làm bài tập trong nhiều giờ liên tiếp rồi. Tức là cách đây nhiều giờ chúng đã bắt đầu làm bài tập. Chúng làm liên tục. Và đến cái thời điểm hiện tại này, trong cái thời điểm hiện tại khi mà tôi nói câu này là chúng nó vẫn đang làm. Thì vẫn đang làm có nghĩa là chưa làm xong. Đó, vẫn đang làm có nghĩa là chưa làm xong. They haven't finished their homework yet. Thì mọi người lưu ý đó chính là cách để mình phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả của một cái hành động mà nó đã chấm dứt, đã xong rồi. Thế còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn nó sẽ nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động, vào khoảng thời gian mà tiêu tốn, và kết quả thì lại chưa có kết quả rõ rệt. Hành động ấy vẫn còn phải tiếp tục xảy ra trong hiện tại hoặc trong tương lai. Đó, được chưa nhỉ? Khi mọi người đã nắm vững được cái cách để phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài các cái câu luyện tập. Chúng ta có một vài các câu luyện tập ở đây với những cái câu hỏi, chủ yếu là những cái bài điền dạng đúng của động từ. Đấy, chủ yếu là những cái câu hỏi là điền dạng đúng của động từ. Chúng ta sẽ lần lượt làm những cái câu này tương đối là dễ thôi. Nào, she đi với động từ work here for 5 years. Ở đây chúng ta vừa mới học xong cái bài hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ luyện tập là chia động từ theo đúng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sao cho nó chính xác. Cô ấy đã làm việc ở đây được 5 năm rồi. Và cô ấy làm việc ở đây liên tục 5 năm rồi. Và bây giờ vẫn còn đang làm việc ở đây, đúng không nào? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thôi, không có gì khó khăn cả nhỉ? Mình sẽ có thể điền cái dạng đúng của động từ nào. She, chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít. Thì giờ mình phải điền cái trợ động từ là has, sau đó been, sau đó là working. Đấy, rất là đơn giản đúng không? She has been working here for 5 years. Sau đó đến câu số 2 nào. I have been studying, đúng không? I have been studying all day. Tôi đã ngồi học cả ngày nay rồi. Tiếp theo nào, you thì lại là have, đúng nào? You have been eating a lot recently. We thì trợ động từ lại là have, lại phải là số nhiều. We have been living in London for 6 months. He has been playing football. Vậy mọi người thấy là he has been playing football. Chúng ta thấy đây là một cái phần chia động từ mà nó theo đúng cái tính chất của chủ ngữ thì không có gì khó khăn cả. Chúng ta có he, she, it, rồi là các cái danh từ số ít, đúng không nào? Danh từ không đếm được, nó gọi là các cái chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít đấy. Thì mình sẽ sử dụng trợ động từ là has như thế này. Thế còn ngược lại, I, you, we, they, đúng không nào? I, you, we, they, rồi các chủ ngữ là danh từ số nhiều. Chúng ta sẽ có cái trợ động từ have đi với cái chủ ngữ là trường hợp là I là ngôi thứ nhất, you ngôi thứ hai, we, they ngôi thứ 3 số nhiều và cái danh từ số nhiều. Chúng ta có cái trợ động từ have như thế này. Bài 1 phải nói rất dễ, chúng ta cứ việc chia động từ cho đúng chủ ngữ thôi. Bài 2, thực ra thì bài 2 nó cũng đại khái là nó cũng như vậy. Toàn bộ các bài tập này nó đều mang tính chất là chia động từ sao cho chính xác. He has been working in this company. Đấy. Rồi là I have been waiting for you since 2 o'clock. Tôi đã ngồi đây chờ cậu suốt từ 2 giờ đến bây giờ rồi. Mary, Mary, chúng ta chia động từ Mary has been living in Germany since 1992. Why is he so tired? He has been playing tennis for 5 hours. Câu số 5 nào. Chúng ta thấy câu số 5 thì lần này mình lại có một cái câu hỏi WH. Đấy, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy lại có câu hỏi WH. Những cái phần ở trên kia thì không có câu hỏi, mà nó cùng lắm là nó chỉ đến câu phủ định thôi. Thế nhưng mà đến đây lại có tận câu hỏi. Nào, how long. Bây giờ chúng ta nhận thấy là từ để hỏi WH đó chính là từ how long. Thì theo đúng công thức nào, theo đúng công thức WH sau đó phải đến là trợ động từ have hoặc là has. Thì giờ mọi người nhìn chủ ngữ ở đây là you, đúng không? Chủ ngữ ở đây là you là số nhiều. Chúng ta how long have you, ok, rồi đến been, rồi đến learning English. Đấy. Câu số 6 nào, look for, rồi không có gì ghê gớm cả. We have been. Thì bây giờ look for nó là một cái phrasal verb, nó là một cái phrasal verb. Trong đó look là động từ chính, thế còn for là cái giới từ đi kèm. Thì nên mình phải chia động từ, mình chia verb in là looking for. Đấy. Câu này, chỗ này là sai chính tả này. Tôi đã sống mà bị mất điện, mà không có điện để dùng trong 2 tuần. Đấy. Nghe sợ nhỉ. 2 tuần mà không có điện để dùng chắc chết mất. I have been living without electricity for 2 weeks. Rồi Câu số 8 chúng ta có cái động từ run, nhưng ở đây người ta yêu cầu mình phải là dạng phủ định. The film, chúng ta có the film là một cái chủ ngữ đếm được số ít. Chủ ngữ đếm được số ít, nó quy vào dạng ngôi thứ ba số ít, chúng ta phải dùng cái trợ động từ là has. Sau đó has mình thêm phủ định vào has not. Mình thêm been vào, rồi verb in là running. Thì running chúng ta lưu ý là phải gấp đôi chữ n. Đây, gấp đôi chữ n. The film has not been running for 10 minutes yet, but there's a commercial break already. Bộ phim gọi là chưa chạy được 10 phút mà đã có quảng cáo rồi. Câu số 3, bài tập số 3 thì lại là hơi khác một chút. Vẫn là bản chất, vẫn là chia động từ, nhưng mà lần này chúng ta lại phải tự mình suy luận ra xem là điền cái từ nào còn thiếu vào cái vị trí này thì nó sẽ hợp lý. Chúng ta có câu đầu tiên it has been, rồi đến snowing a lot this week. It has been, đúng không nào? It has been snowing a lot this week. Tuần này tuyết rơi nhiều quá, đúng không? Câu số 2 chúng ta nhận thấy là có cái dấu hỏi ở cuối thì nó là câu hỏi, đúng không? Câu hỏi nghi vấn. Câu hỏi nghi vấn chúng ta lại có cái chủ ngữ là your brother and sister. Chủ ngữ your brother and sister là chủ ngữ số nhiều. Đấy, chủ ngữ số nhiều. Thì chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ phải dùng cái trợ động từ là have. Have your brother and sister been getting along? Câu số 3 Rick. Rick là một người, là tương đương với he, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Rick has been studying hard this semester. Câu 4 thì quá dễ rồi, chủ ngữ là I. I have been working out. Câu số 5 Julie là một người, tương đương với là she. Julie has. Vẫn còn thiếu, đúng nào? Living, chưa thể đến living ngay được mà phải là has been living. Đấy. Câu số 6 nào. Did you know? Did you know he has been teaching German ... rồi 15 years. Cái trường hợp này người ta lại không yêu cầu mình phải điền các cái thành phần động từ nữa mà lại điền thành phần trạng ngữ. Cậu có biết là chú ấy đã dạy tiếng Đức được 15 năm rồi không? Chú ấy đã dạy tiếng Đức được 15 năm rồi. Đấy, cách đây 15 năm chú ấy đã bắt đầu dạy tiếng Đức, rồi dạy liên tục đến tận ngày nay vẫn còn đang dạy, đúng không? Chú ấy đã và đang dạy tiếng Đức được 15 năm rồi. Thế thì chúng ta nhớ lại về cái trạng ngữ, những cái trạng ngữ mà thường sử dụng với cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này. Mình sẽ có là for cộng với một quãng thời gian kéo dài. Thế còn since thì cộng với một cái mốc thời gian cụ thể trong quá khứ. Thì chúng ta điền đây chắc chắn rồi, một cái quãng thời gian kéo dài 15 năm thì phải điền từ for. Đấy, điền từ for. Ở đây thầy có thể mở rộng cho mọi người một chút. Nếu như điền từ since thì phải làm như thế nào? For cộng với một quãng thời gian kéo dài, ví dụ 15 years, một quãng thời gian kéo dài. Thế còn since thì nó phải cộng với một mốc thời gian cụ thể trong quá khứ. Vậy chúng ta có thể điền là since 15 years ago, từ 15 năm trước. Thế thì mọi người lưu ý là 15 years, 15 năm, nó là một quãng thời gian kéo dài, nó đi với for. Thế còn 15 years ago, 15 năm trước, thì cái mốc thời gian 15 năm trước, ví dụ như bây giờ là năm 2022. Đấy, chúng ta trừ đi 15. Đấy, chúng ta trừ đi 15 là nó phải bằng năm 2007 chẳng hạn thế. Đấy. Thì cái mốc thời gian 15 năm trước đây nó là một mốc thời gian cụ thể, nó là năm 2007. Đấy. Thì khi đó có cái từ ago, since 15 years ago thì sẽ là chính xác. Được chưa nhỉ? Câu 7 We have been watching TV. Rồi, đây. Câu này sẽ là cái câu mà chúng ta phải điền từ since. Đấy. Câu này sẽ là câu mình phải điền từ since. Tại sao phải điền từ since? Bởi vì chúng ta nhận thấy we had dinner. Cái sự việc we had dinner, cái sự việc mà chúng tôi ngồi ăn tối ấy, thì mọi người sẽ phải tưởng tượng ra cái diễn biến thời gian. Giả sử như cái lúc 7 giờ tối là cái lúc mà chúng tôi ngồi ăn tối. Cái thời gian mà chúng tôi ngồi ăn tối nó là lúc 7 giờ tối. Sau đó chúng tôi xem phim liên tục trong khoảng 3 tiếng đồng hồ đến 10 giờ tối chẳng hạn. Đấy. Thì chúng tôi đã xem phim, đã xem TV liên tục từ cái lúc mà chúng tôi ăn cơm đến bây giờ. Như vậy, từ cái lúc mà chúng tôi ăn cơm là 7 giờ tối đến bây giờ là 10 giờ tối, tức là đã xem phim liên tục được 3 tiếng đồng hồ, xem từ lúc ấy đến bây giờ. Và chúng ta nhận thấy được rằng là cái thời điểm mà chúng tôi ăn tối nó được coi là một cái mốc thời gian ở trong quá khứ. Đấy, một cái mốc thời gian cụ thể trong quá khứ. Câu số 8 nào. He has cái gì gì đó too hot today. Câu này khó này. Sau cái từ trợ động từ has thì mình phải đến been, đúng không? Nhưng mà he has been làm gì? Không có động từ chính, đúng không nào? Không có động từ chính. Anh ta làm gì rất là vất vả ngày hôm nay. Thì giờ mọi người lưu ý câu này nó lại khó ở chỗ là cái trạng từ là hot, tức là anh ta làm gì đó nhưng và vô cùng vất vả. Thì giờ mọi người suy nghĩ những cái động từ gì. Anh ta làm việc vất vả, anh ta học hành vất vả này. Nhưng mà thôi, anh ta chơi cũng rất là vất vả. He has been playing hard, playing too hard today. Nhiều bạn sẽ không biết là cái động từ play cũng có thể đi với cũng có thể đi với cái trạng từ là hard. Động từ play cũng có thể đi được với cái trạng từ là hard. Đấy, anh ta work hard rồi đến play hard luôn, chơi cũng phải hard nha. Đấy. Câu 9 thì đơn giản đúng không nhỉ? Has it, have has đứng đằng trước. Đấy, đây là câu nghi vấn. Have has đứng đằng trước, rồi đến it là chủ ngữ, rồi đến been, rồi đến verb in. Thì câu này không có gì khó khăn cả. Câu 10 rồi. My brother has been traveling. Đây chúng ta nhận thấy 2 months nó tương đương với 15 years, tức là nó là một cái quãng thời gian kéo dài, thì mình phải dùng từ for. Đấy. Bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 thì bài tập cuối cùng cũng là một cái bài không phải là quá là khó khăn. Tôi chán quá, trời đã mưa, cứ mưa liên tục mấy tiếng đồng hồ chả đi chơi được, đúng không nào? It has been raining. Chúng ta nhận thấy đây, chủ ngữ it, ngôi thứ 3 số it, rất là dễ, đúng không nào? Has. Đấy. Dùng trợ động từ has cho nó chính xác. Rồi đến been và verb in. Câu 10. Câu 2 chứ. Câu 2 ở đây chúng ta lại có một cái câu nghi vấn với chủ ngữ là you và động từ là use. Cậu lại dùng máy tính của tớ đấy à? Cậu lại dùng máy tính của tớ đấy à? Thì bây giờ chúng ta nhận thấy là cái chủ ngữ là you, thì cái trợ động từ nó phải là cái từ have này, have you. Rồi been, đúng không nào? Và using. Thì động từ use bây giờ thêm verb in, chúng ta phải bỏ cái chữ e đi, mình viết đuôi in vào. Đấy là chính xác. Have you been using my computer again? Cậu lại dùng máy tính của tớ đấy à? Không được, máy tính ai người dùng nha. My neighbor's children. Mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm chúng nó gọi là tranh cãi nhau suốt cả buổi sáng. Và bây giờ chúng nó vẫn còn đang tranh cãi nhau chưa xong. Thế thì mọi người để ý là rất là nhiều bạn học sinh sẽ không để ý là cái từ children này nó không có s đâu, nhưng mà chính children nó là số nhiều rồi, child là số ít rồi, child là số ít và children là số nhiều. Thì children đã là số nhiều rồi, chúng ta phải là have been arguing. Đấy. Mọi người lưu ý về cái nguyên tắc là đây arguing nó cũng giống như là using, nó có cái chữ e ở cuối và chúng ta bỏ cái chữ e đi thêm đuôi in. Câu 4 you rồi, you have not been, đúng không nào? Studying for the maths exam. Dễ nhá. Câu 5 Mel looks really tired. Cái cô Mel thì cô ấy trông rất là mệt mỏi. All night và có hỏi chấm, tức là gì? She worked. Rồi đây lại là câu nghi vấn, đúng là cô ấy đã làm việc liên tục cả đêm có phải không? Đúng là cô ấy đã làm việc liên tục cả đêm có phải không? Vậy bây giờ chủ ngữ là she, chủ ngữ là she là ngôi thứ ba số ít. Đấy. Chúng ta sẽ phải dùng trợ động từ là has. Has. Rồi đến chủ ngữ, rồi đến been, rồi đến working. Chúng ta nhớ cái công thức chia động từ không có gì là phức tạp cả. Câu số 6. The kitchen is a mess because we, chúng tôi đã làm một cái birthday cake for dad. Cái bếp trông bây giờ, cái bếp đang là một đống bừa bộn. Cái bếp bây giờ ngay lúc này nó đang là một đống bừa bộn. Cái phẩy s ở đây nó là viết tắt của động từ to be nhé. The kitchen is a mess. Đấy. The kitchen is a mess because we. We thì phải là have. We là chủ ngữ số nhiều. Đấy, trợ động từ phải là have. We have been making a birthday cake for dad. Câu 7 rất đơn giản. Tôi đã và đang, đúng không? Tôi đang đọc dở một cuốn sách rất là thú vị về lịch sử của máy tính. Vậy tôi đang đọc dở, tôi bắt đầu đọc trong quá khứ, đọc liên tục đến hiện tại và vẫn còn chưa đọc xong. Đấy. I have been reading. Câu 7 này chúng ta nói thêm một chút. Đây là một cái câu mà thể hiện rất rõ sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Như lúc nãy thầy đã phân tích với mọi người về cái sự khác biệt giữa hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, phải không nào? Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào cái kết quả của một cái hành động mà nó đã kết thúc. Thế còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nói đến cái thời gian, nhấn mạnh vào cái tính liên tục của hành động, nhấn mạnh vào thời gian mà hành động đó tiêu tốn. Thế nhưng mà kết quả thì vẫn chưa hoàn thành và vẫn còn phải làm tiếp. Đấy. Vậy chúng ta nhìn cái câu này, I have been reading an interesting book about the history of computers. Tôi đang đọc dở một cái cuốn sách rất thú vị về lịch sử máy tính. Và hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đây tôi đang đọc dở, tức là tôi còn chưa đọc xong, đúng không nào? Trái lại, nếu như mình dùng thì hiện tại hoàn thành, I have read. Trái lại, nếu như mình dùng thì hiện tại hoàn thành, I have read an interesting book, là tôi đã đọc xong cuốn sách ấy rồi. Thì chúng ta nhận thấy là hiện tại hoàn thành là đã đọc xong rồi, mà hiện tại hoàn thành tiếp diễn tức là còn đang đọc dở, chưa xong. Mình phân biệt rất đơn giản như thế. Câu 8. James không làm bài tập mà lại nhắn tin với bạn. James hư quá nhỉ. Mọi người đừng như James nhé, James hư quá, không làm bài tập mà lại ngồi nhắn tin với các bạn. Thế bây giờ James ngôi thứ ba số ít, đúng không? Has. Bây giờ phủ định mình thêm not vào. Jim has not. Đấy, sau đó đến been, đúng không nào? Và động từ do mình thêm doing thì nó chỉ là doing mà thôi. Jim has not been doing his homework. He's been texting his friends. Từ bấy đến giờ cậu Jim này, cậu ấy không hề ngồi làm bài tập mà cứ ngồi nhắn tin với các bạn thôi. Đấy, Jim hư quá, mọi người đừng như Jim nhé. Ok mọi người, vậy thì hôm nay chúng ta đã trải qua một cái bài rất là thú vị về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở trong tiếng Anh. Trước khi kết thúc thì thầy muốn nhắc lại cho mọi người về cái sự khác biệt lớn nhất của hiện tại hoàn thành tiếp diễn so với thì hiện tại hoàn thành nha. Thì hiện tại hoàn thành sẽ nhấn mạnh vào cái kết quả của một hành động đã xảy ra và kết thúc xong rồi. Thế còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì là một hành động đã xảy ra, vẫn còn đang tiếp diễn, chưa kết thúc, chưa có kết quả gì. Đấy, mà nó tiêu tốn rất là nhiều thời gian, mà nó đã diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài. Thì đó chính là cái sự khác biệt lớn nhất. Hy vọng qua cái bài học ngày hôm nay, mọi người đã có thể phân biệt rõ ràng giữa thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thank you very much for your attention and I'll see you again in my next videos. Goodbye everyone. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.